Xin chào mọi người, hiện tại mình đang ở Hà Nội và hôm nay là tối cuối tuần nên ở ngoài đường rất là đông và khu vực này thì rất là nhiều quán ăn và ở khu này gọi là đường xe lửa nha mọi người. Hai bên đường là quán cà phê, quán nước, rất là đông luôn. Ở ngay khu này là khu phố đường ray xe lửa, hai bên bán quán nước rất là nhiều, hầu như là bán quán nước không à mọi người. Sau khi xem xe lửa xong thì bây giờ mình mời mọi người cùng với mình đi bộ đi dạo vô phố cổ để đi chợ đêm ở phố cổ và phố ăn nhậu gọi là phố Tạ Hiện.
Xin chào mọi người, hiện tại là mình đang ở ngay Hồ Gươm của Hà Nội nha. Bữa nay là tối cuối tuần ở Hà Nội rất là đông luôn. Mọi người có thể thấy đây nè, nó rất là đông. Bên tay phải của mình là Hồ Gươm, còn bên tay trái ở đây là họ có mở cái chợ đêm. Hôm nay mình sẽ cùng mọi người đi chợ đêm nha. Đây là món xúc xích nướng ở trên sỏi nè mọi người. Hầu như là mình thấy bán ở Hà Nội rất là nhiều. Đây là gian hàng bán đồ ăn vặt nè. Đủ các loại thịt xiên, cá viên. Ở bên đây cũng vậy, cũng giống y như vậy luôn. Hai gian hàng ở đầu ngõ là bán đồ ăn vặt. Hôm nay cuối tuần nên người ta mở chợ đêm. Bình thường cái ngày thường thì người ta sẽ không có mở chợ đêm này đâu. Chỉ có mở vào ngày cuối tuần thôi. Nên nó rất là đông luôn. Bên này là bán kem khối nè. Ngay cái đầu hội chợ thì chợ đêm này á, thì mình thấy họ hầu như họ bán mấy cái đồ bông tai, mấy cái đồ chơi con nít, rồi đồ lưu niệm đủ thứ, chưa thấy quầy đồ ăn. Đi vào phố có cái việc rồi. Đây thì có thấy bán quần áo để là 100.000 một cái. Đủ các loại áo thun luôn, chỉ có 100.000 một cái thôi. Là khoảng 6 đô tiền Canada. Các loại nước hoa từ Trung Quốc. Bên đây thì có thấy cái anh này bán thịt xiên, thịt nướng xiên nè. Bên đây là thấy nguyên một trái cây. Ở trong cái đường hẻm này thì bán quần áo, rồi vải vóc. Hầu như là bán quần áo với vải rất là nhiều. Hôm nay là ngày cuối tuần nên mọi người đi rất là đông và khách du lịch cũng vậy. Okay,
traffic of only say 130. And did you look at that, Samantha, on the other side? Go. Cái chợ đêm này rất là dài, mà hầu như là thấy hình như là không có bán đồ ăn nha. Mình đi nãy giờ cũng được một lúc rồi mà chưa có thấy cái hàng ăn nào ở giữa đây á. Hầu như là bán toàn là mấy cái quần áo, giày dép, túi xách, rồi đồ lưu niệm tùm lum đủ thứ. Có ghé vô cái hàng giày ở ngay đây nè mọi người. Cái giày này á, nó nhái nhìn y hệt cái giày gốc của mình mua luôn. Nhìn ở bề ngoài á, mình nhìn khó biết lắm, nhìn giống y hệt luôn, không có khác gì. Nhưng mà khi mà mình cầm lên á, mình đụng vô cái chất liệu á, mình có thể mình cảm nhận được, thấy nó hơi khác cái giày gốc của công ty. Còn cái này là hàng nhái, mọi người có thể nhìn, nếu mà mình quan sát kỹ á, thì mình mới biết thôi. Còn nếu mà mình nhìn sơ qua thì mình không biết đâu, mình phải nhìn kỹ và mình phải đụng sờ vô nó mình mới biết được là hàng nhái nha. Thấy ở đây thì có bán đồ nướng nè, có rau bạch tuộc, xúc xích, thịt gà nướng, rồi cá viên nướng. Hầu như những hàng quán ở đây á, họ bán là mấy món ăn giống nhau không, mà không có khác gì nhiều lắm. Bên đây thì bán mấy cái chanh. Thank you.
Đây là quán chè với lại tàu hũ nha mọi người. Dạ, yeah, that's the tofu. Dạ, yeah, they put the jelly on top. Dạ. Yeah. And the sugar. Black jelly. And the dry coconut. Roti dry coconut. Cái chợ đêm thì được tổ chức ở trên đường nha mọi người, mà cái con đường đấy nó cũng nhỏ thôi, nó không có lớn đâu. Chỉ có mấy cái gian hàng á, họ để ở giữa đường này nè, nhưng mà rất là dài, đi khoảng chừng mất mình nghĩ là phải nửa tiếng hoặc là 40 phút á, đi lên đi xuống á, đi vòng lên rồi vòng xuống mất là khoảng nửa tiếng hoặc là 40 phút á. Nhưng mà hầu như là mình không có thấy bán đồ ăn nhiều lắm. Chủ yếu là bán quần áo, giày dép, rồi mấy cái đồ linh tinh, nữ trang này kia, cái nọ bóp. Đi bộ nãy giờ, bây giờ nóng quá, khát nước quá, ghé cái tiệm smoothie này uống. Đây là cái menu nè mọi người, có thể nhìn thấy ở trên đây. Em cho anh một cái nước lụ nha. Mình có kiểu 2 ly. Một ly là nước lụ ép, còn cái ly này là smoothie. Xoài, bơ, dâu, là mango, avocado, strawberry mix. Hai cái ly này á, là 100.000. Two about $6 Canadian. Ngon lắm mọi người ơi. It's very good. Nó thơm cái mùi xoài với mùi dâu. Mình không có cảm nhận được cái bơ nhiều lắm. Cái này cảm nhận được cái mùi xoài với mùi dâu hơn, mà ngọt nữa nha. Nhưng mà không có quá ngọt đâu. Nó ngọt từ trái cây ra. Còn cái này là nước lụ. Nước lụ á, thì nó hơi chua nhẹ, nó không có ngọt, mà nó không có quá chua. Uống cái này rất là tốt, vì trời nó rất là nóng luôn. Mình thích uống cái này, nước lụ. Mà cái này là lụ tươi chứ không phải là lụ lon nha. Cái này lụ tươi, trái cây tươi không à. Đi nãy giờ
chưa hết cái chợ đêm nữa, mới đi được nửa chợ thôi. Nhưng mà trời nó nóng quá với lại đông người quá, chắc mình không có đi hết cái chợ đêm này đâu. Có gì mọi người thông cảm nha, tại vì đông người lắm mọi người ơi, nên nó ngộp với lại trời nó hầm, nó nóng đó, ở khí hậu Việt Nam á. Cái kiểu nó nóng mà nó hầm hầm nó làm người mình hơi khó chịu á. Nên đi chút xíu là mình thấy nó nóng, nó khó chịu, nó đổ mồ hôi. Mà đi như vậy thì thấy nó cũng vui. Ở ngay cái đường này nè là chuyên bán mấy cái đồ nhậu nha mọi người, mấy cái quán bar. I'm gonna find some of it.